Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình xin trình bày phần tiếp theo, đó là phần 3 lịch sử đen của Công giáo. Núi tội ác thứ hai của Công giáo, những cuộc thập ác chinh mang tên Thánh chiến. Theo đúng những lời dạy trong Kinh Thánh, cuốn từ điển Bách khoa của Công giáo định nghĩa các cuộc thập ác chinh là những cuộc thánh chiến để theo đuổi một lời nguyền và nhắm vào những kẻ không tin, nghĩa là những người Hồi giáo, người ngoại giáo, dị giáo và những kẻ bị tuyệt thông, lạc đạo hay rối đạo. Thật vậy, tất cả nguồn gốc và những sắc thái của những cuộc thập ác chinh mà người Công giáo gọi là thánh chiến do Công giáo phát động kéo dài nhiều thế kỷ, máu đổ thành sông, xương chất thành núi, với hàng triệu sinh mạng già trẻ lớn bé vô tội, có thể thấy rõ qua những vài câu trích dẫn sau đây từ cuốn Thánh Kinh của Kitô giáo: phải tuyệt đối tuân hành các điều răn, luật lệ của Thượng Đế khi Đức Chúa Trời dẫn các ngươi vào vùng đất mà các ngươi sẽ chiếm hữu. Các ngươi phải tận diệt họ, không được lập giao ước, không được thương xót, không được gả con gái mình cho con trai họ, hoặc cưới con gái của họ cho con trai của mình, vì họ sẽ dụ con gái các ngươi thờ cúng các thần của họ mà bỏ Chúa hằng hữu. Các ngươi phải đối xử với họ như sau: phải phá hủy những bàn thờ của họ, phải đập phá những cột trụ thiêng liêng của họ, đập nát những hình tượng bằng gỗ, đốt sạch các tượng chạm của họ. Thượng Đế Phục Truyền 6.2.17 7.2.1 đến trang 5. Lúc kéo quân đến tấn công một thành nào, nếu Thiên Chúa cho các ngươi hạ được thành đó, phải giết hết đàn ông trong thành, nhưng bắt giữ đàn bà, trẻ con, súc vật và chiếm giữ các chiến lợi phẩm bên trong lãnh thổ của Chúa ban cho. Phải diệt hết mọi sinh vật, phải tận diệt dân Helit, Amor, Canaan, Pheret, Hevit và Jebu như Chúa đã truyền dạy. Như vậy họ không còn sống để dụ dỗ đồng bào họ làm tội ác, thờ cúng thần của họ mà mang tội với Chúa. Thượng Đế Phục Truyền 20.2.12 đến trang 18. Hãy mang những kẻ thù của ta ra đây, những người không muốn ta tự trị họ, và giết chúng ngay trước mặt ta. Giê-xu, Luca 19.2.27. Đừng tưởng rằng ta xuống trần để mang lại hòa bình trên trái đất. Ta không xuống đây để mang lại hòa bình mà là gươm giáo, vì ta xuống đây để làm cho con chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng, và kẻ thù của người ở ngay trong nhà hắn. Giê-xu, Ma-thi-ơ 10.2.34 đến trang 36. Những câu trích dẫn ở trên và nhiều câu khác cũng như nhiều chuyện trong Thánh Kinh đã là căn bản không những chỉ cho sách lược truyền đạo của Công giáo, điển hình là ở Việt Nam cho những cuộc thập ác chinh, mà còn cho cả bảy núi tội ác của giáo hội Công giáo mà giáo hoàng John Paul đệ nhị cùng một số phụ tá cao cấp trong tòa thánh, trong đó có tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận, về sau được phong hồng y, đã công khai xưng thú với nhân loại ngày 12 tháng 3 năm 2000 tại thánh đường Phêrô. Học giả Công giáo Joseph Dalalin đã tóm tắt lịch sử truyền bá đạo Công giáo qua nhận định như sau trong cuốn The Fina Superstition. Nói tóm lại, những bằng chứng tràn ngập cho thấy sự truyền bá Kitô giáo trong thế giới xưa và nay phần lớn dựa vào sự cưỡng bách, bạo hành và đàn áp. Xuyên suốt lịch sử, từ những cuộc diệt trừ những người dị giáo hay lạc đạo ngay từ thuở ban đầu của giáo hội, cho đến những cuộc thập ác chinh, những tòa án đạo xử dị giáo, sự trấn áp những nền văn hóa khác trên khắp thế giới, Kitô giáo hay còn gọi là Công giáo đã chứng tỏ những tiêu chuẩn
có tính cách hủy diệt và chống loài người của tôn giáo này. Riêng về những cuộc thập ác chinh, trước hết tưởng chúng ta đã nên biết và nhận định tổng quát về những cuộc chiến tranh tôn giáo đã được giáo hội khoác cho nhãn hiệu thánh chiến. Trong cuốn Những sự khủng khiếp mang nhãn hiệu thánh, một lịch sử minh họa về sự chém giết và điên rồ tôn giáo, tác giả James Howland, chủ biên của tờ Charleston Gazette, đã viết như sau, trang 14 đến trang 19. Khi tôn giáo Công giáo nắm toàn quyền ở Âu Châu, nó đã tạo nên một thiên sử thi tấm máu ở những cuộc thập ác chinh, những phòng tra tấn của tòa án đạo sử dị giáo, tận diệt hàng loạt những người lạc đạo hay dị giáo, hàng trăm cuộc tàn sát người Do Thái và 3.000 năm thiêu sống phù thủy. Thời đại của Đức Tin là một thời đại chém giết mang nhãn hiệu thánh. Khi tôn giáo, hay còn gọi là công giáo, dần dần không còn kiểm soát được đời sống hàng ngày của người dân nữa, quan niệm về nhân quyền và tự do cá nhân đã mọc rễ. Trong thực tế, những cuộc thập ác chinh là một cơn ác mộng thật ghê tởm, với những cuộc tàn sát, hiếp dâm, cướp bóc, hỗn loạn, trộn lẫn với niềm tin vào ảo thuật. Trong cuốn Các cuộc thập ác chinh, sử gia Harry T. viết trong phần mở đầu. Nhưng khi chúng ta đọc nhiều hơn về các cuộc thập ác chinh, thì cái hình ảnh mà giáo hội công giáo đưa ra và ngày nay các tác giả công giáo Việt Nam nhắc lại như những con vẹt, trở thành nhơ nhuốc. Sự nghiên cứu về các cuộc thập ác chinh khó mà có thể đưa ra sự thực mà chúng ta đã từng hy vọng. Chúng ta thấy các cuộc thập ác chinh và các thập ác quân khác với những điều chúng ta thường tưởng tượng, theo như lời giáo hội tuyên truyền. Và rốt cuộc chúng ta phải đồng ý với đoạn tổng kết của bậc thầy chúng ta, ngài Stephen Ruxinan, trong cuốn Vương quốc Nghĩa Trang: Đức tin không có trí tuệ thì thật là nguy hiểm. Trong tương quan, ảnh hưởng và tòa đồng, hòa đồng giữa Đông và Tây liên tục và lâu dài, từ đó nền văn minh của chúng ta đã phát triển. Những cuộc thập ác chinh là một thời kỳ bi thảm và hủy diệt. Đó đã có quá trình nhiều sự dũng cảm nhưng lại quá ít vinh dự, đã có quá nhiều lòng sủng tín nhưng lại quá ít hiểu biết. Những lý tưởng cao đẹp đã bị nhơ bẩn bởi sự độc ác và tham lam. Hành động táo bạo và sự chịu đựng bắt nguồn từ lòng tin mù quáng và hẹp hòi tự cho mình là đúng. Và chính cuộc thập ác chinh cũng không khác gì hơn là hành động kéo dài của sự bất khoan nhượng nhân danh Chúa. Và trong cuốn Những vị thần cuối cùng của huyền thoại Giave và Giê-xu, tiến sĩ William Hepworth đã viết trang 156: Triết lý của phục truyền, luật lệ ký, giết những người tin vào các huyền thoại khác trừ huyền thoại của chính mình để bảo vệ các tín đồ trước những đạo đức khác là một hành động của Thiên Chúa và đáng tán thưởng. Trong thời đại Trung Cổ đã được thực thi theo một kết luận hợp lý bởi những tín đồ Kitô, hay còn gọi là công giáo. Những người trong vài thế kỷ đã thẳng tay tàn sát từ 30 đến 50 triệu kẻ thù của Thiên Chúa trong những biến cố như thập ác chinh, tòa án đạo sử dị giáo, cuộc chiến 30 năm và những trường hợp tàn bạo khác. Vậy, rõ ràng là những tội ác của công giáo La Mã bắt nguồn từ Thánh Kinh, nhưng những luật lệ độc ác của Chúa Cha, thần Giave, cũng như Chúa Con, Giê-xu trong Thánh Kinh không đủ, vì giáo dân chẳng có mấy người đọc Thánh Kinh, nhất là tuyệt đại đa số giáo dân trong thời Trung Cổ thuộc loại ngu dốt, vô học, mà còn phải đọc thêm, cộng thêm những chính sách nhồi sọ, mê hoặc của giáo hội về chủ trương độc thần. Về những huyền thoại như tội tổ tông, vai trò cứu thế của Giê-xu, giáo hoàng là đại diện của Chúa trên trời, huyền thoại về miền đất thánh v.v. đưa đến sự cuồng tín, tin nhảm, tin nhí của đám tín đồ thấp kém, công giáo mới có thể phát động
được những cuộc thập ác chinh trong thời Trung Cổ, cũng như phạm những núi tội ác khác trong suốt dòng lịch sử gần 2.000 năm minh chứng. Trước hết, tại sao các thập ác quân lại bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ con, bỏ ruộng đất, vườn tược để đi thiêu thân trong các cuộc thánh chiến, đối diện với những cuộc hành trình gian khổ, bệnh tật, đói khát, v.v.? Chúng ta có thể đọc vài giải thích sau đây. Trong cuốn Sử lược Sử gia, Well viết như sau, trang 540. Trong thời đại ngu si đã có một sự sẵn sàng kỳ lạ, tin rằng giới linh mục công giáo là thông thái và thánh thiện, tương đối với linh mục khá hơn và khôn ngoan hơn trong thời đó đối với quần chúng. Nhưng ngày nay thì khác, giới linh mục là giới kém hiểu biết nhất trong những giới trí thức. Khởi đầu của các cuộc thập ác chinh cho ta hình ảnh của toàn thể Âu Châu bị bảo hòa bởi một Kitô giáo, ý nói tập thể giáo dân công giáo ngây thơ, sẵn sàng, tin cậy và đơn giản tuân theo sự chỉ đạo của giáo hoàng. Trong cuốn Năm Thế Kỷ của các cuộc thánh chiến, những cuộc thập ác chinh, Jonathan Relay Smith viết trong lời mở đầu trang 12. Tại sao họ thập ác chinh ra đi? Họ sống trong một xã hội rất khác với xã hội của chúng ta. Đó là một xã hội của những tín đồ mà đức tin của họ đã được củng cố bởi một quan điểm về thiên nhiên và vũ trụ mà ngày nay chúng ta biết là sai, nhưng ít nhất cũng phù hợp với kinh nghiệm của họ. Những hành động độc ác tồi tệ của họ, sự bạo hành những người Do Thái không tự vệ trong cuộc tàn sát tập thể đầu tiên, trong cuộc thập ác chinh đầu tiên năm 1096-1099, như chúng ta sẽ thấy sự tàn sát tập thể những cộng đồng Do Thái trên đường tiến quân của những tập đoàn thập ác quân công giáo, ngày nay được coi như là đã phạm bởi những người mà đầu óc của họ đã bị điều kiện hóa bởi ý niệm trả thù. Họ được giáo hội công giáo dạy là chiến đấu chống những người không tin đạo là biểu thị lòng yêu Thiên Chúa một cách quá sai lầm, đến độ cuộc thập ác chinh đối với họ là một hành động trả thù. Chống những người mà họ lên án là làm ô danh Chúa Kitô. Trong cuốn Sự Mê Tín Cuối Cùng, một phê bình đánh giá di sản Do Thái Kitô, Joseph Daladin, một học giả công giáo viết trang 54. Cuộc thập ác chinh thứ nhất được phát động bởi giáo hoàng Urban Đệ Nhị. Ông ta quạt những ngọn lửa thù hận chính đáng vào đám tín đồ bằng cách ban phép toàn xá, hoàn toàn tha thứ mọi hình phạt của Chúa vì những tội trong quá khứ. Cho bất cứ người nào đi giết người cho danh dự và vinh quang lớn hơn của Thiên Chúa. Nói cách khác, nếu thập ác quân bị giết, anh ta sẽ được bảo đảm là sẽ lên thiên đường ngay lập tức. Và sử gia Will Durant cũng viết trong bộ Sử Đồ Sộ câu chuyện về nền văn minh, về thời đại của đức tin, trang 588, về những thành phần tham gia cuộc thánh chiến. Một ơn toàn xá, xóa bỏ mọi hình phạt vì tội lỗi đã được ban cho những thập ác quân chết trận. Các nông nô được phép rời bỏ ruộng đất mà họ bắt buộc phải lao động trong đó. Các công dân được miễn thuế, những kẻ nợ nần được hoãn trả tiền lời, các tù nhân được phóng thích và các tử tội được đổi thành khổ sai ở Palestine. Do quyền lực của giáo hoàng đã được suy diễn một cách trắng trợn, nhiều ngàn kẻ du thử du thực tham gia cuộc trường chinh thiêng liêng. Sống trong thời đại mê tín, hấp dẫn bởi những hứa hẹn hoang đường, không đủ đầu óc để biết đến đâu là sự thật, những đạo binh thập ác như chúng ta đã biết không phải là những giáo dân đi hành hương thánh địa, hoặc là những giáo dân Âu Châu sốt sắng đạo đức sau những năm tháng thấm nhuần tin mừng, như vài tác giả công giáo Việt Nam đã viết láo. Xin đọc bài của Ngô Triệu Lịch, mà hầu hết là những đoàn quân ô hợp gồm những nông dân ngây thơ cuồng tín, những nông nô được giải phóng để đi giết người cho Chúa. Cùng với những kẻ
thành tích bất hảo như các tội phạm ăn trộm, ăn cắp, du thử du thực, ăn bám xã hội, vân vân. Vì vậy mà các đạo binh thập ác mới phạm phải những tội ác vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người. Lẽ dĩ nhiên, những đạo binh thập ác này bao giờ cũng có những cấp chỉ huy là giám mục, linh mục, hiệp sĩ thời đại. Và những nhà quý phái hầu hết không có kinh nghiệm quân sự. Thật vậy, chúng ta hãy đọc vài đoạn tóm tắt các cuộc thập ác chinh trong cuốn Những sự khủng khiếp mang nhãn hiệu Thánh, một lịch sử minh họa về sự chém giết và điên rồ tôn giáo, trang 19 đến trang 27. Giáo hoàng Urban Đệ Nhị phát động cuộc thập ác chinh thứ nhất vào năm 1096 để cướp lại thánh địa từ những kẻ không tin đạo Hồi giáo. Thiên Chúa muốn thế là tiếng kêu gọi để tập hợp đoàn thập ác quân. Chúng ta thấy sự bịp bợm trắng trợn của giáo hoàng Urban Đệ Nhị đối với đám tín đồ ngu dốt. Theo Công giáo, một trong những thuộc tính của Thiên Chúa là không ai có thể hiểu được như những tham vọng thế tục của giới giáo sĩ Công giáo. Từ giáo hoàng trở xuống cho đến các linh mục luôn luôn được diễn giải đó là ý Chúa. Và các tín đồ ngu dốt cứ nhắm mắt mà tin và phạm đủ mọi tội ác. Người Công giáo gọi Crusades là những thánh giá binh vì họ được dạy rằng cái thánh giá hình chữ thập mà người La Mã dùng để đóng đinh những tội phạm như ăn trộm, ăn cướp, vân vân. Một hình phạt thuộc loại mang rợ nhất của người La Mã cổ xưa đã trở thành cái thánh giá vì Giê-xu của họ bị đóng đinh trên đó cùng lúc với hai tên ăn trộm. Chắc Lê Nguyễn, một người Công giáo tỉnh ngộ, đã phê bình: nếu Giê-xu bị treo cổ thì cái thòng lọng treo cổ Giê-xu thì trở thành cái thánh thòng lọng qua những hành động của các thánh giá binh trong các cuộc thập ác chinh mà chúng ta đọc sau đây. Danh từ chính xác phải là thập ác quân. Trần Trung Ngọc: khắp Âu Châu, những đám người cuồng tín lúc nhúc trong những đoàn quân hỗn tạp, ô hợp dẫn đầu bởi các linh mục có uy tín lôi cuốn quần chúng. Nhiều chục ngàn người theo một linh mục nhơ giấy Peter de Himmich, người đã trưng ra một lá thư mà ông ta nói rằng Thiên Chúa đã viết cho ông ta và được Giê-xu trao tận tay cho ông ta. Thiên Chúa là một sản phẩm tưởng tượng của con người. Còn Giê-xu thì đã chết từ ngàn năm trước, thế mà sự bịp bợm của Peter de Himmich vẫn có người tin và đi theo ông ta để giết người. Chứng nhận vai trò lãnh đạo của ông ta, nhiều ngàn người khác theo linh mục Walter de Pinlet trong thung lũng sông Rhin ở Đức. Một cánh thập ác quân đi theo một con ngỗng mà họ tin rằng chính là hiện thân của thánh linh để hướng dẫn họ. Cánh quân này hợp với cánh quân của Emic ở Lisingen, một lãnh tụ tuyên bố rằng một dấu thập ác đã hiện ra trên ngực ông ta như là một thánh dấu của một phép lạ. Emic quyết định là trước khi đi trên 3.200 cây số để giết những kẻ thù của Thiên Chúa ở vùng đất thánh. Bổn phận tôn giáo của thập ác quân là phải giết những kẻ không tin đạo, những trong giữa chúng ta, những người Do Thái ở Mát Quốc và ở các thị trấn Đức khác. Đoàn thập ác quân tràn qua những cộng đồng Do Thái, chém giết và thiêu sống nhiều ngàn đàn ông, đàn bà, trẻ con không thể tự vệ. Nhiều người Do Thái trong những khu đã dựng lên chướng ngại vật để ngăn chặn đoàn thập ác quân phải nuốt nước mắt, giết con cái của mình rồi tự tử trước khi đoàn thập ác quân ô hợp tràn vào. Những đoàn quân khác dẫn đầu bởi các linh mục Quốc Mắt và Gót Chắc cũng tàn sát tương tự những người Do Thái ở Bagot và Riegenbock ở Baravi. Thỉnh thoảng trong giờ phút cuối cùng dưới ngọn gươm, các nạn nhân được cho một cơ hội sống sót bằng cách cải đạo vào Kitô giáo. Nhiều đoàn thập ác quân khác đi qua những xứ Kitô
như Hung Gia Lợi, Nam Tư và Bungari. Họ cướp bóc lương thực trong các vùng quê, gây nên những cuộc đánh nhau với dân và quân lính địa phương. Trong một cuộc động chạm, đoàn quân của Peter the Hermit đã giết 4.000 quân dân Kito ở Zemun và thiêu rụi Belgrade gần đó. Nhiều ngàn thập giá, thập ác quân đã chết trong những trận đánh hỗn loạn ở Bungary. Sau cùng, chỉ có một phần của những đoàn quân ô hợp là tới được đất thổ của Hồi giáo. Ở đó sau bị những đoàn quân Hồi giáo tàn sát gần hết. Sau đó những đoàn thập hiệp sĩ Kitô chuyên nghiệp đã được tổ chức để tham gia cuộc thập ác chinh. Các giám mục đi theo đoàn hiệp sĩ để ban phúc lành cho những hành động ác ôn của họ. Những đoàn quân chuyên nghiệp này chặt đầu người Hồi giáo và treo những đầu lâu là những chiến lợi phẩm. Sau một trận thắng ở bờ bể Syria gần Anton X, thập ác quân mang về trại 500 đầu lâu. 300 đầu lâu được bêu trên các cọc để khủng bố tinh thần quân Hồi giáo đang giữ thành. Những linh mục ghi sử ghi rằng một thập ác quân giám mục gọi những đầu lâu khủng khiếp đó là một cảnh ngoạn mục hoan hỷ cho dân chúa. Trong thành Antonix, quân Hồi để trả đũa cũng chặt đầu các tín đồ Kitô rồi bêu hướng ra ngoài thành. Sau cùng, thập ác quân đã tiến vào Antonix ngày 3 tháng 6 năm 1098 và giết mọi dân chúng trong đó. Rồi một đoàn quân Hồi giáo tiến đến vây lại thành Antonix, thập ác quân trong thành thiếu lương thực gần chết đó, và linh mục Peter Bartholomew tuyên bố rằng một thánh đã hiện ra trước ông và trong một viễn tượng là tiết lộ cho ông ta biết là cây giáo đâm bên cạnh sườn Giê-xu khi Giê-xu bị đóng đinh trên được chôn ở dưới một nhà thờ trong Antonix. Cây thánh giáo được đào lên và là một thành tích kích động sự cuồng nhiệt của thập ác quân. Họ xông ra ngoài thành trong một cuộc chém giết cuồng tín khiến cho quân Hồi phải bỏ trại mà chạy, để lại vỡ đàn sau. Nhà ghi sử Fulcher ở Chartres hãnh diện ghi rằng khi thấy những người đàn bà ở trong trại Hồi giáo, thập ác quân Pháp không làm điều gì ác ngoài việc dùng giáo mát đâm xuyên vào bụng họ. Tiến vào Jerusalem, thập ác quân thanh tẩy cái thành thánh này bằng cách giết hầu như mọi người trong dân trong thành đó. Người Do Thái trốn trong giáo đường bị thiêu sống cùng với giáo đường, thay người chất thành đống ngoài đường phố. Nhà ghi sử Raymond ở Augustley ghi rằng thật là những cảnh kỳ diệu. Rất nhiều người Hồi bị chặt đầu, nhiều người khác bị dùng làm bia bắn tên hay bị ép phải nhảy từ trời cao xuống. Nhiều người khác bị tra tấn trong nhiều ngày rồi thiêu sống. Ngoài đường phố có hàng đống những đầu lâu tay và chân. Trong đền Solomon, đền thờ Thiên Chúa do Solomon dựng lên, ngựa lội trong máu ngập đến khỉu chân, không phải đến dây buộc yên ngựa. Thật đúng là một sự phán xét công bằng và tuyệt vời của Thiên Chúa rằng chỗ này phải ngập đầy máu của những kẻ không tin Thiên Chúa. Trong khi trong hai thế kỷ sau đó, Hồi giáo chiếm lại nhiều phần trong thánh địa, đưa đến 7 cuộc thập ác chinh khác của Kitô giáo. Hầu hết những cuộc thập ác chiến của Kitô giáo này bắt đầu bằng sự tàn sát những người Do Thái ở Âu Châu. Trong cuộc thập ác chinh thứ 3, sau khi Richard de Lyon Hettich chiếm thành Axe ở phía tây bắc Jerusalem trận Trung Ngọc năm 1191, ông ta ra lệnh mang 3.000 người dân trong thành, trong đó có nhiều đàn bà và trẻ em, ra giết ở ngoài thành. Các thay người được mổ banh bụng để tìm kiếm những châu báu có thể họ đã được nuốt đi.
các giám mục ngâm nga các bài kinh cầu nguyện tạ ơn Chúa. Nhà ghi sử Ambos viết mọi người đều bị giết vì đây là ân huệ của đấng sáng tạo. Thánh Bernard ở Cavan đã chẳng nói khi phát động cuộc thập ác chinh thứ hai. Người Kitô thích thú trong cái chết của người ngoại đạo, vì như vậy Chúa Kitô đã được vinh danh. Trong cuộc thập ác chinh thứ tư, các đoàn thập ác quân đã cướp sạch các thị trấn Kitô, Constantinople và Zara. Cuộc thập ác chinh của trẻ con năm 1212 là một thảm cảnh căn cứ trên niềm tin và Thiên Chúa sẽ ban sức mạnh cho những đứa trẻ ngây thơ để chiến thắng quân hồ. Hầu hết bọn trẻ bỏ mình mà không tới được thánh địa sau cùng. Mọi sự chấm dứt năm 1291 khi Hồi giáo chiếm lại những căn cứ cuối cùng của Kitô giáo Axel và giết sạch những người Kitô trong đó để trả thù vụ Richard tàn sát người Hồi trước đó một thế kỷ. Thánh địa lại nằm trong tay của Hồi giáo hai thế kỷ giết chóc và tàn phá vô ích chẳng được cái gì. Về những thách thức trong Công giáo như cây giáo đâm vào cạnh sườn Giê-xu, tác giả James Howell có bình luận như sau, trang 24 đến 25, chứng tỏ Công giáo là tôn giáo mê tín bậc nhất trong thiên hạ. Và các vị lãnh đạo Công giáo đã khai thác sự mê tín của đám tín đồ tới mức nào? Xin nhắc lại, đi kiếm thánh tích ở vùng thánh địa là một động cơ khích động tín đồ tham gia vào các sự chém giết trong các cuộc thập ác chinh. Cái cây thánh giáo có đúng là thật hay không thì chỉ là ngụy tạo, không được các linh mục ghi sử quan tâm. Giáo hội Kitô bị ám ảnh bởi việc kiểm tra và thờ phụng các thánh tích. Những mảnh của cây thập thánh giá Giê-xu bị đóng đinh trên đó, những mảnh thân thể của các thánh, những giọt nước mắt còn ướt của Giê-xu, những mảnh từ cái mũ gai Giê-xu đội, những quần áo lót của Maria, đó là những vật được gìn giữ trong các hộp châu báu trong mọi nhà thờ lớn. Thì ra mấy nhà thờ thờ mấy thứ này, bây giờ mình mới biết đấy. Một ông vua Sasoni hãnh diện có được 17.000 thánh tích, kể cả một cành trong bụi cây cháy của Môi-se và một cái lông cánh của thiên thần Gabriel. Nhà thờ Saint-Gerbuc trưng bày một miếng đất sét còn lại sau khi Thiên Chúa dùng nó để nặn ra Adam. Sử gia Charles Mackay nói rằng các nhà thờ Tây Ban Nha có 6 hay 7 cái xương đùi của bà Maria Đồng Trinh, và các nhà thờ khác có những móng chân của Thánh Peter có thể chứa đầy một cái bì. Voltaire ghi rằng có 6 miếng da quy đầu cắt ra khi Giê-xu làm lễ cắt bì. Về sau các nhà nghiên cứu đếm được, trên đây chỉ là một sự mô tả sơ lược những cuộc thập ác chinh của Công giáo La Mã. Qua sự mô tả này, chúng ta hẳn đã thấy tất cả những sự tàn bạo và những điều cực kỳ mê tín trong tôn giáo đó. Vì vậy mà các tác giả Công giáo Việt Nam đã mô tả những cuộc thập ác chinh như là những cuộc hành hương thánh địa của những giáo dân Âu Châu sốt sắng đạo đức sau những năm tháng thấm nhuần tin mừng. Hiển nhiên là đầu óc của họ thuộc loại hết thuốc chữa. Vấn đề là trong thời buổi này, tại sao họ vẫn còn hy vọng lừa dối độc giả bằng những luận điệu bẻ cong sự thật? Có lẽ mục đích của họ không phải để cho đại chúng đọc, mà chỉ để giữ tín đồ trong vòng ngu dốt và mê tín, cũng như cuồng tín. Đây là cái sách lược của giáo hội Công giáo toàn cầu từ xưa tới nay. Thật vậy, chúng ta hãy đọc một đoạn trong bài Người Công giáo đã nói gì về những cuộc thánh chiến của tác giả Ngô Triệu Lịch, nói về những luận điệu bẻ queo sự thật của giáo hội Công giáo dạy đám tín đồ ngu dốt, mà một số con vẹt trí thức Công giáo Việt Nam nhắc lại về các cuộc gọi là thánh chiến
Bài viết này không phải là một khảo cứu lịch sử về các cuộc thánh chiến do giáo hội Roma phát động, nhưng thông qua lịch sử thánh chiến, người viết muốn đưa ra những nhận định của mình về quan điểm của một số tác giả Công giáo người Việt khi họ đề cập đến thánh chiến mà người viết đã có dịp đọc qua trên các sách, báo, tạp chí hoặc các website Công giáo. Để các tác giả Công giáo khi đề cập đến thánh chiến, họ đều có chung những nhận định mang tính hộ giáo, dù họ thừa nhận có những sai lầm nhất định trong các đợt phát động thánh chiến của giáo hội, nhưng tất cả đều vận dụng những quan điểm thần học cũ kỹ lạc hậu như ý Chúa, sự quan phòng, Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Để biện minh cho những sai lầm ấy, tâm lý tự ti mặc cảm là điều dễ thấy trong các lập luận, ngụy biện, gượng ép, đổ lỗi cho hoàn cảnh, lịch sử, cho sự hiếu chiến của Hồi giáo, cho những tham vọng chính trị của vua chúa các nước Âu Châu. Ngụy biện những cuộc thánh chiến do mẹ giáo hội phát động chỉ là sự tự vệ, từ đó hướng độc giả vào một cái nhìn cảm thông, vẽ ra chân dung của một Urban đệ nhị thánh thiện, dũng cảm và khôn ngoan. Một đoàn người hành hương xúc sắng đạo đức, thấp nhuần tin mừng, tội ác tày trời của đế quốc Vatican. Dưới ngòi bút của họ biến thành con số 0, và đặc biệt họ say sưa ca ngợi Chúa quan phòng, bắt Chúa của họ phải quan phòng. Đến cả những tội ác mà giáo hội Công giáo La Mã đã gây ra cho nhân loại. Để biện hộ cho sự hiếu chiến của mẹ giáo hội của họ, các tác giả Công giáo người Việt đã lập luận bát nháo, bất chấp sự chồng chéo mâu thuẫn trong cùng một sự kiện. Ví dụ, linh mục Phạm Đức Trì viết: có thể nói Đức Urban đệ nhị chỉ có ý mời gọi những binh lính đã từng cầm võ khí và đã có kinh nghiệm gia nhập đạo binh thánh giá mà thôi, vì ngài có ý thiết lập một đội binh tinh nhuệ cho một cuộc thánh chiến, nhưng không ngờ tiếng nói của ngài đã làm ảnh hưởng tới một Âu Châu sốt sắng đạo đức sau những tháng năm được thấm nhuần tin mừng. Linh mục Francis Phạm Đức Trì: ông Minh, giáo hội thời đạo binh thánh giá CD-ROM Việt Catholic năm 2001. Trong khi đó, lập luận của tác giả Đình Vượng và hoàn toàn ngược lại, lời kêu gọi của giáo hoàng Urban đệ nhị không nhằm vào các vua chúa phương Tây mà nhằm vào lòng quảng đại của người tín hữu sau lời kêu gọi của giáo hoàng, tu sĩ Peter Admit và hiệp sĩ Adamas de Monti chẳng biết gì về quân sự lại đứng ra tập hợp quần chúng thành những đoàn quân kéo về Cantiton Fell. Người Bazan gốc hốt hoảng và giáo hoàng Urban đã không trù liệu một đoàn thập tự chinh ô hợp đã bị người Hồi giáo tàn sát gần hết ở Tiểu Á. Đình Vượng quan hệ Vatican và giáo hội Công giáo, trang 269. So sánh hai trích dẫn của hai tác giả nêu trên, ta thấy theo linh mục Phạm Đức Trì, giáo hoàng Urban đệ nhị chỉ triệu tập những binh lính tinh nhuệ gia nhập đạo binh thánh giá, chứ không hề kêu gọi quần chúng tham gia. Những ông già bà cả trẻ con tự nguyện tham gia đến thánh chiến, chẳng qua vì họ quá sốt sắng đạo đức sau những tháng năm được thấm nhuần tin mừng, chứ giáo hoàng không hề kêu gọi họ. Ngược lại, tác giả Đình Vượng khẳng định lời kêu gọi của giáo hoàng Urban đệ nhị không nhằm vào các vua chúa phương Tây mà nhằm vào lòng quảng đại của người tín hữu. Vì thế, Peter, Emmet và Adamus de Monti là những người vốn mù tịch về quân sự được giao trọng trách mang đoàn quân ô hợp đến Tiểu Á để cho quân Hồi giáo nướng sạch. Cùng một sự kiện lịch sử, nhưng cả hai tác giả Công giáo này có hai lập luận mâu thuẫn, đối nghịch nhau. Tuy vậy, cả hai đều gặp nhau ở cùng một điểm chạy tội cho mẹ giáo hội vốn đang rất sốt ruột vì quân Hồi giáo chiếm giữ đất thánh Jerusalem, và cũng vì tín đồ rất đạo đức sốt sắng thấm nhuần tin mừng đang khao khát hành hương đất thánh.
Theo như mình nghĩ thì những cái đây là riêng của cái người đọc, ý kiến riêng của người đọc chứ không phải của tác giả. Theo như mình nghĩ thì những linh mục, những giáo hoàng nào mà muốn được thăng chức lên hồng y, hoặc là những cái có bề thế trong trong cái giáo hội của Công giáo Kitô, thì họ bắt buộc phải căn cứ vào cái cổ sử mà sửa làm sao cho nó phù hợp với cái nền văn minh của đất nước hiện tại đó, và có những cái lập luận nó tương đồng, nó tương đồng thì trình lên Vatican. Lúc này Tòa Thánh Vatican mới xét duyệt cái bản đó bằng 2-3 thứ tiếng gì đó, thì bắt đầu mới tấn phong mà là giám mục, linh mục, rồi hồng y gì đó, tùy theo cái những cái sự diễn giảng của họ đã cảm thấy phù hợp. Cho nên bọn này hồi xưa thì mình nghĩ những người này ăn học rất là kỹ lưỡng, ít ra thì cũng cỡ như đại học rồi hay là gì. Nhưng mà theo như kiểu này thì họ không xứng đáng là người dân thường, đừng nói chi đến làm bậc thầy bậc thánh ở trong nhà thờ. Mình thấy không phục. Sau khi mình nghiên cứu rồi thì mình thấy bọn này không phục. Tiếp tục, sự kiện giáo hoàng Urban đệ nhị triệu tập cộng đồng Selemon kêu gọi tái chiếm Jerusalem, cứu đất thánh, là một vết nhơ khó tẩy của đế quốc Vatican. Dù muốn biện hộ thế nào thì cuộc chiến do Urban đệ nhị phát động vẫn là một tội ác. Urban đệ nhị đã lợi dụng lòng tin mù quáng của đám tín đồ cuồng tín, hứa ban ơn toàn xá để đảm bảo phần rỗi linh hồn cho họ, đẩy vào họ cuộc chiến không cân sức với đội quân tinh nhuệ của Hồi giáo. Điều trớ trêu là những người tham gia thánh chiến và vì ham mê ơn toàn xá của giáo hoàng mà gia nhập, chứ họ chưa hề qua một lớp huấn luyện quân sự nào. Kết quả là nhiều người trong đoàn quân ô hợp vô kỷ luật và cuồng tín lên thiên đàng thẳng cẳng. Nhờ ơn toàn xá của giáo hoàng, phỉ chuyện tìm thấy chiếc mắt đồng đâm cạnh sườn Chúa Giêsu dưới bàn thờ đền thánh Phêrô để kích động sự cuồng tín của tín đồ, đẩy họ vào chỗ chết. Dẫu có biện hộ thế nào vẫn cứ là một tội ác. Chúng ta thấy trong 2000 năm nay, giáo hội Công giáo đã áp dụng triệt để chủ thuyết hắc ám, nghĩa là chủ trương làm cho tín đồ trở thành ngu muội tối tâm với tâm cảnh nô lệ, hoàn toàn tuân phục giáo hội và bắt buộc phải tin rồi lặp lại bất cứ luận điệu nào của giáo hội giải thích về bất cứ một vấn đề nào đó, bất kể là luận điệu đó hoàn toàn sai với sự thật. Những cuộc thập ác chinh của Công giáo kéo dài trong bao nhiêu năm, tất cả các học giả đều đồng ý là cuộc thập ác chinh đầu tiên khởi sự năm 1096. Nhưng những cuộc thập ác chinh chấm dứt năm nào thì có nhiều công cuộc nghiên cứu đưa ra những năm khác nhau. Trước đây người ta thường cho rằng các cuộc thập ác chinh chấm dứt vào năm 1396 hoặc chậm nhất là năm 1444, cách đây 50 năm. Sử gia Stephen Ruskin viết thập ác chinh chấm dứt năm 1464, và rồi có những cuộc nghiên cứu khác đưa ra những niên kỷ như 1560 và 1571. Cuối cùng là năm 1798, sinh viên ngày nay phải đối diện với 700 năm thập ác chinh song song với lịch sử của toàn thể Âu Châu. Từ Greenland đến Hy Lạp, từ Tây Ban Nha đến Nga, cùng với Tây Á, Bắc Phi và Châu Mỹ Latin, tùy theo các học giả định nghĩa thập ác chinh như thế nào. Tuy nhiên, thường thì trong lịch sử Công giáo người ta chỉ kể có 8 hoặc 9 tùy theo quan điểm. Cuộc thập ác chinh chính, nhà trí thức Công giáo Võ Đức Hạnh đã gọi cuộc xâm lược Việt Nam của các giáo sĩ thừa sai Công giáo sát cánh với thực dân Pháp là cuộc thập ác chinh thứ 9. Có học giả còn cho rằng Công giáo vẫn tiếp tục tung ra những cuộc thập ác chinh
và một vài luận điệu thần học và nhóm Kitô hiếu chiến trong thế kỷ 20 đã dập theo khuôn khổ của giáo hoàng Urban đệ nhị và thánh Benan dưới sự hình thức khác nhau với các cuộc thập ác chinh trong thời Trung Cổ. Gần đây, có nhiều dư luận cho rằng cuộc xâm chiếm Iraq của Mỹ có hình thức một cuộc thập ác chinh của Kitô giáo chống Hồi giáo. Tổng thống Bush đã dùng danh từ thập ác chinh sau vụ 11 tháng 9 năm 2000 và Tổng thống Bush cũng quyết định gạt Âu Châu ra ngoài, chỉ trao khế ước xây dựng lại Iraq cho những tổ chức Mỹ coi đó như là phần thưởng cho những người ủng hộ chiến tranh. Đại cương thì các cuộc thập ác chinh trong thời Trung Cổ là do giáo hoàng phát động hoặc cổ võ khuyến khích và chấp thuận, và kết quả là những cuộc tàn sát tập thể người Do Thái, Hồi giáo và cả những người Kitô giáo không cùng đức tin với Công giáo, không đồng thuận và không chấp thuận nhận quyền lực của giáo hoàng, vừa để tiêu diệt những người khác đạo, vừa để giành lại vùng thánh địa Jerusalem là người Công giáo tin là thuộc về họ theo lời hứa của Chúa, và nhất là để cướp bóc vơ quét của cả thế gian. Trong bài này, hiển nhiên tôi không thể viết đầy đủ về các cuộc thập ác chinh của Công giáo, mà chỉ có thể đưa ra những nét chính của vài cuộc thánh chiến quan trọng nhất. Có ba cuộc thập ác chinh phản ánh trung thực nhất sự tàn bạo của Công giáo La Mã và ảnh hưởng mê hoặc của Công giáo lên đầu óc của con người. Từ già tới trẻ, đó là cuộc thập ác chinh đầu tiên với chủ đích chính là giành lại thánh địa Jerusalem và ngôi mộ Giê-xu, cuộc thập ác chinh Aubergine để tận diệt những người Kitô không có cùng niềm tin với người Công giáo. Cuộc thập ác chinh của những đứa trẻ mà nguyên nhân là sự ngu dốt và cả tin của những đầu óc ngây thơ vào những điều hoang đường trong thánh kinh mà chúng được nghe giảng dạy. Chúng ta đã biết sơ lược về cuộc thập ác chinh thứ nhất và vài cuộc thập ác chinh sau đó qua sự mô tả ở trên của James Howe. Sau đây tôi sẽ trình bày sơ lược về cuộc thập ác chinh Aubergine và thập ác chinh của những đứa trẻ để chúng ta thấy rõ sự tàn bạo và mê tín của Công giáo lên đến mức nào. Những phần viết sau đây được lấy những nguồn tài liệu khác nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mình sẽ làm phần này tiếp theo vào một clip khác.